Các bạn, hôm nay mình mới về một cái đầu giải mã đến từ, không phải là một đầu giải mã, mình xin lỗi, là một music server. Music server là sao? Music server là một cái thiết bị mà chúng ta sẽ có nguồn nhạc các bạn lưu trữ. Cái này thì nó có sẵn nguồn ổ cứng bên trong rồi, các bạn chỉ cần cắm nó vào phát nhạc. Bên trong nó tích hợp một cái con chip giải mã khủng rồi, thì nó giống như một cái đầu đĩa chúng ta phát nhạc, nhưng mà cái nguồn nhạc nó lại ở trong máy luôn rồi, và chúng ta cũng có thể mở rộng ra bằng cách cắm ổ cứng bên ngoài. Và cái music server mình giới thiệu các bạn hôm nay đến từ một hãng âm thanh danh tiếng của Mỹ, đó là Guardia. Đây là một cái thương hiệu mà bây giờ đã thuộc về Macintosh. Macintosh là sở nên cái này nó sẽ sử dụng cái phần mềm của Macintosh để chúng ta có thể kết nối rất là dễ luôn. Hôm trước thì mình có cò mình bán, nhưng mà mình hơi bị gọi là lúc đó mình chưa rõ, nhưng mà bây giờ mình biết. Mình đã dùng mấy ngày mình bán mấy con này, con thứ hai rồi, thì mình đã rõ cách kết nối rồi. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là đơn giản luôn. Nhạc thì mình sẽ, trong này nó có một cái ổ cứng 1000 GB á, thì mình đã chép hết sẵn rồi, các bạn về chỉ nghe thôi. Còn những bạn nào muốn thêm nhạc rồi gì thì các bạn phải rành về máy tính nha, còn mình đã chép hết sẵn hết rồi, ta chỉ việc nghe thôi. Guardia model là M330, và đặc biệt một mức giá mà phải nói là ở thị trường con này là 132 triệu. 132 triệu, nhưng mà ở tại shop Nguyên Hồng Audio thì hôm nay mình sẽ có một cái mức giá cực kỳ, các bạn nghe chắc chắn là sẽ té ngửa luôn vì nó quá rẻ. Một cái con mà nó gần như mới 100% nhưng mà nó hoạt động nghiêm chỉnh hết, tất cả đều ok hết, không có bị lỗi lầm gì, nhưng mình bán mức giá cực kỳ sốc luôn. Những ai mà đang muốn mà có một cái sự gọi là chúng ta chơi theo cái kiểu là đóng gói như thế này, không cần phải tốn thêm bất kỳ gì nữa, thì đây là sự lựa chọn hợp lý. Các bạn mà chúng ta chơi giải mã thì chúng ta cũng phải cắm từ tivi qua, còn chúng ta chơi những cái đầu mà không phải music server á, thì tất nhiên rồi nó sẽ không hay bằng music server. Music server, những ai rành về music server chúng ta sẽ biết được là nó là tương lai của công nghệ audio, công nghệ đầu phát nha. Tương lai của đầu phát là music server. Nói thật là cái này mình đã tháo ra rồi, thì mình chỉ quay các bạn bên trong nó gồm những gì thôi, chứ cái máy mình để riêng ra rồi nha. Đây là một cái catalog, đây là cái này của cái này, cái này là phía của cái khác không phải. Đây là catalog, đây là cái shop, cái mút chứ không phải shop. Đó, bên trong này là, đây là cái hộp để bỏ cái adapter. Rồi, bây giờ mình quay lấy ra cho các bạn xem nha. Đã mở cái máy này ra rồi các bạn, mình đã để ra đây rồi. Thì nó có thiết kế rất là đẹp, rất là vuông vức. Cái size của nó cũng là cái chiều ngang khoảng là 44, chiều sau cũng cỡ như vậy. Và ở giữa là cái logo Wadia nằm chính ở trên mặt lưng. Và cái logo biểu tượng của hãng thì nó nằm ở phía trước, cái đèn nó sáng, cái này đèn cũng sáng. Mặt này là mặt kính đó các bạn. Có nãy làm giống như những cái bao Wadia mà A315 á, hoặc là DI122 á, là cái DAC của nó cũng kiểu như vậy. Đây là cái nút công tắc á, cái nút này là cái nút công tắc luôn. Và nếu các bạn tắt nguồn á thì chúng ta mở lên chúng ta phải đợi khoảng là một 30 45 giây thì nó mới khởi động hết lên nha. Tại đây là một music server, nó hoạt động là nó cũng xử lý giống như một cái máy tính, nhưng các bạn phải chờ nha. Bên trong này là sức mạnh khủng khiếp của cái một cái ổ cứng 1000 GB, nó lưu trữ rất là nhiều nha, và bộ vi xử lý âm audio cực kỳ cao cấp đến từ hãng Wadia luôn. Và đặc biệt con này được lắp ráp tại Mỹ nha các bạn. Đây là phía sau của nó, cổng HDMI, cổng HDMI để chúng ta xuất lên màn hình. Nếu như các bạn không dùng những cái ứng dụng điện thoại để chúng ta chỉnh nhạc á, chúng ta vẫn dùng cổng HDMI để chúng ta xuất lên màn hình, chúng ta điều khiển. Cổng USB, các bạn lưu ý cổng USB này để chúng ta gắn USB hoặc ổ cứng vào, thì từ đó chúng ta chép nhạc, chúng ta dùng máy tính để chúng ta import cái nhạc vào ở trong cái ổ cứng bên trong này, chứ không phải là nó đọc USB trực tiếp giống như là chúng ta chơi những cái thiết bị giải mã như của Marantz, của Pioneer nha. Đó là nó sẽ lưu hết vào trong cái ổ cứng này.
Ví dụ chúng ta có một bản nhạc ở một cái file nhạc gì của bằng kiều đi, và ở trong này nó không có này, chúng ta cắm vào đây, từ đó chúng ta import cái nhạc vào trong này đó. Lưu ý cho mình nha. Cái cổng eSATA này thì là cái cổng để chúng ta gắn cái ổ cứng, mà ổ cứng SATA, ổ cứng của những cái máy tính để bàn. Cái này thì chúng ta gắn vào để nhận luôn, chúng ta không phải import. USB 3.0, USB 3.0 thì để chúng ta gắn cho tốc độ chậm nhanh hơn thôi, chép nhanh hơn. Rồi digital out để chúng ta kết nối đến những cái thiết bị giải mã cao cấp hơn, nhưng mà mình nghĩ là cái con này con chip giải mã cực kỳ cao rồi, không cần như vậy. Đường ba lăng ra đầy đủ nha. Lưu ý cho mình là thiết bị Android á thì kết nối vào, hoặc là iOS thì chúng ta sẽ cài cái phần mềm là để chúng ta kết nối đến máy. Quên, nó còn cái remote đi theo nữa nha các bạn, remote đi theo nữa nha. Với nãy mình quên quay cho các bạn xem với sao là máy Inuda này. Đây, Handcraft in USA đó. Dây mạng các bạn xài cái này mà muốn điều khiển qua điện thoại hoặc là máy tính thì chúng ta phải có cái đường, chúng ta phải gắn dây mạng. Dây mạng thì dây mạng từ modem qua, cái này gọi là dây LAN á. Rồi bây giờ mình sẽ bật điện thoại lên và hướng dẫn các bạn cái remote mình, để mình đưa các bạn xem luôn nha. Remote qua đi A để làm rất là béo luôn, mình thấy nó làm nó không làm đẹp như những cái remote đời qua đi A trước đó, nó làm như vậy đó, nhìn rất là téo luôn. Rồi đây, nếu iPhone á, đây là iPhone mới nhất, iPhone Pro Max, thì mình sẽ cài cái ứng dụng có tên là Maxintosh MB. Tại vì sao? Tại vì cái hãng này đã được là Maxintosh mua lại, nên cái nó dùng ứng dụng chung của Maxintosh cũng được. Chúng ta sẽ, nói chung là các bạn bấm lên nó sẽ tự nhận luôn. Với Android thì chúng ta cũng có thể dùng thêm phần mềm là, một là Maxintosh MB, hai là đây là Maxintosh này. Nhưng mà Android thì có đôi lúc nó không nhận địa chỉ, nó không tự nhận á, thì chúng ta phải nhấn vào địa chỉ IP chúng ta thêm. Như con này nó không nhận này, thì cái địa chỉ IP của máy thì tùy các bạn, nhưng mà muốn xem địa chỉ IP của máy thì các bạn phải kết nối tới nó đến cái màn hình để chúng ta mới thấy được nha. Nói chung là nếu các bạn xài iOS thì nó dễ hơn, tự nó kết nối luôn, khỏi cần phải vậy. iPhone thì Android thì nó hơi ít tương thích với những cái này. Con này vẫn tương thích nhưng mà nó phải đây, địa chỉ IP đây. Không, nếu như chúng ta xài Android thì chúng ta nên xài cái phần mềm của Wadia luôn nha, phần mềm Wadia M Media. Để mình mở phần mềm nó lên cho các bạn xem nha. Đây các bạn gõ trên CH Play, chúng ta gõ qua Wadia Media này đó. Chúng ta đó, mình đã cài rồi, các bạn mở lên đó, phần mềm này này thì nó sẽ có các nhạc music này, chúng ta sẽ chọn theo cái để là nhạc. Còn trên iOS thì chúng ta xài cái phần mềm Maxintosh MB nha, Maxintosh MB đây. Đó. Rồi mình mở thử lên nha bạn. Nhạc thì rất là dễ để chúng ta chọn ở trên này, tại vì cái ổ cứng 1.000 GB lưu trong này rất nhiều. Đây, hướng dẫn các bạn chọn nhạc này. Chúng ta sẽ vào cái mục là cái hình nốt nhạc này, cái này là mình đã hướng dẫn trên iPhone nha. Vào cái này.
Để mình ra trang chủ lại nha. Các bạn chọn vào cái mục music ở đây, nó có sẽ có xong là những bài, tất cả các bài hát trong một cứng. Actress là ca sĩ, album là cái đĩa, gen là thể loại, composer là nhạc sĩ. Ví dụ mình chọn là album đi thì đây nó ra rất là nhiều luôn, rất là nhiều tài hồ chúng ta lựa chọn. Album là giờ mình giống như một cái đĩa, bây giờ mình chọn là đây, ví dụ phần A thì có anh thơ, có nhạc của trung tâm ACA, rất là nhiều nhạc audio file này. Đó, audio file này. Rồi bằng kiều này, đến phần B là có bằng kiều này. Chúng ta chọn theo album này thì nó sẽ liệt kê ra album theo thứ tự alpha beta từ A cho đến Z. Thì chúng ta chọn Kiều Minh Tuyết này, nhiều Lao Đài Tình Ái này. Các bạn muốn xem bản nhạc đang phát thì ta bấm vào Now và Play. Chúng ta muốn phát tất cả bản nhạc này chúng ta chọn Play On Song. Anh sẽ vì em làm thư tình ta. Nghe bằng kiều hát nhạc bolero là mình nghe không vô luôn. Đây mình chọn ca sĩ khác, best audio file này, tiếng rất là ngọt ngào luôn. Một bản nhạc đến từ các bạn có thể bấm vào nào lại chúng ta thấy cái album này là best audio file voice. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn nãy giờ cũng rất là nhiều rồi. Thì coi còn gì nữa không, xong mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe nha. Kết nối thì nói gì vậy thôi nhé các bạn. Con này là, lưu ý cho các bạn là con này là Music Server. Đây là một cái con mà nó chứa một cái bộ nhớ lưu trữ bên trong, và chúng ta cũng có thể mở rộng bộ nhớ bằng cách gắn cái ổ cứng bên ngoài, và từ đó nó sẽ phát nhạc. À, nó xuất ra cổng analog luôn nha, có nghĩa là tích hợp giải mã bên trong này. Chúng ta không thể gắn cái nguồn từ cáp quang hay cáp đồng trục hay là những cái cáp máy tính vào, nó là một, nó gọi là nó ôm hết trong này rồi, không cần gì nữa. Chúng ta cứ phát nhạc từ ổ cứng bên trong này, chúng ta phát ra xuống âm ly đi ra loa thôi. Đó, rất là đơn giản thôi. Với cái Android thì chúng ta nên xài cái phần mềm là Wadia Media để kết nối, còn với iOS, iPhone á, thì chúng ta nên xài cái phần mềm là Macintosh MB. Đó. Đây mình chỉ lại cho các bạn đây. Và cuối cùng là bây giờ mình chỉ lại, còn sau đó mình sẽ công bố mức giá nha. Đây là phần mềm Macintosh MB. Macintosh MB, các bạn gõ phần mềm này này. Đó. Rồi với Android á, Android thì chúng ta xài cái phần mềm là Wadia Media. Đây phần mềm này, Media Server, Wadia Media. Rồi còn cái giá con này thị trường á, thị trường đang là 132 triệu nha các bạn. Để mình gọi thị trường cho các bạn coi. Wadia M330 này, 132 triệu. Còn giá bên mình á cực kỳ sốc luôn, 32 triệu. Ông chưa nói 39 triệu, 39 triệu tặng cho các bạn một cái USB nghe nhạc chất lượng cao, hoặc là các bạn có thể lấy cái quà tặng là một cái dây Akufai
dây Acufy này để chúng ta cách nối từ DAC xuống đầu giải mã luôn, từ MUSI server xuống đầu giải mã xuống âm ly luôn. Lưu ý nha, con này là nó xuất analog trực tiếp luôn nha. Rồi nhạc thì cần mình ép luôn vào trong này, nhưng mình nghĩ là các bạn nếu như lấy quà tặng chúng ta lấy dây Acufy thôi, tại vì cái USB là chúng ta không thể cắm vào, chúng ta chơi trực tiếp trên đây mà chúng ta cũng phải ép vào trong ổ cứng này. Thì nhạc mình đã ép sẵn hết vào rồi, chúng ta cứ vậy mà chúng ta phát có sẵn thôi. 1000 ghi trong này chứa rất là nhiều đĩa, chứa đấy khoảng gần 2000 cuốn đĩa, nên chúng ta nghe cả đời không hết. Các bạn cứ yên tâm mà xài, không cần gì việc gì phải nâng cấp cả. Rồi bên mình bán 39 triệu nha các bạn, full thùng shop. Các bạn nào có nhu cầu alo mình sớm nha, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ Nguyên Hùng Audio. Đây mình test ở trên Android mình phát luôn nè, tiếng của con này rất là sáng luôn.
yêu.